Chào thầy cô, tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thị Thu Giang và hôm nay mình sẽ thuyết trình về tìm hiểu về vốn chủ sở hữu. Thì nội dung buổi hôm trước của nhóm mình gồm có 5 bạn là mình, bạn Soi, bạn Hằng, bạn Dương và bạn Tài. Thì mình đã thuyết trình về cái phần mà vốn điều lệ với cả vốn chủ sở hữu. Thì bây giờ mình sẽ nói lại buổi hôm trước cũng như là giải đáp những cái thắc mắc mà mọi người vẫn chưa hiểu rõ về cái phần này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào lợi nhuận vốn điều lệ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm của nó. Vốn điều lệ là gì? Thì vốn điều lệ ở đây, vốn điều lệ nghĩa là công ty theo luật doanh nghiệp mới nhất quy định là tổng số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết sẽ góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Khi mà nhiều khi bọn mình đọc những cái định nghĩa này mình sẽ không hiểu rõ ấy. Thì mình ở đây có một ví dụ, đó chính là có hai thành viên A và B dự tính thành lập công ty. Thì thành viên A đăng ký góp vốn là 1 tỷ 200 triệu và cam kết góp đủ số tiền này trong thời gian tối đa là 30 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thì tương tự như vậy, thành viên B đăng ký góp vốn với 800 triệu và cam kết góp đủ vốn vào công ty trong thời gian 25 ngày kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thì như vậy, hai thành viên A và thành viên B đăng ký tổng mức góp vốn ở đây là 2 tỷ. Thì khi đó, cái số 2 tỷ này được gọi là vốn điều lệ của công ty. Thì nghĩa là vốn điều lệ ở đây của chúng ta là khi mà là cái số tiền mà do tất cả các cổ đông của chúng ta góp lại. Ví dụ có nhiều cổ đông hoặc là một hai cổ đông như kiểu như ở ví dụ trên, thì khi mà các cổ đông góp lại trong một thời gian nhất định và khi mà trong một thời gian nhất định này là thường là sẽ một tháng đổ lại, và được đặc biệt ở đây đó chính là được ghi vào điều lệ công ty. Điều lệ của công ty ở đây là sẽ hiện lên, sẽ kê khai cho phần bên thuế cũng như là các bên quan chức nhà nước biết là chúng ta có vốn điều lệ của công ty là bao nhiêu. Thì khi mà chúng ta có thể kê khai là 2 tỷ hay 3 tỷ, nhưng mà trước chỉ cần là chúng ta cần đủ cái số tiền đấy trước cái ngày mà chúng ta trước cái ngày mà chúng ta đăng ký doanh nghiệp hay cũng như là trước cái ngày mà chúng ta cần thiết. Thì tiếp theo đó chính là vốn đầu tư của chủ sở hữu. Thì mình sẽ phải tìm hiểu trước cái vốn chủ sở hữu nghĩa là gì. Thì vốn chủ sở hữu ở đây là một phần tài sản thuần của doanh nghiệp. Còn lại thuộc sở hữu của các cổ đông, thành viên góp vốn, chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu được phản ánh theo từng nguồn hình thành, như là vốn góp của chủ sở hữu, chênh lệch đánh giá lại tài sản, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. Mình sẽ nói kỹ hơn về cái ba phần này. Vốn góp của chủ sở hữu thì khi đó chúng ta sẽ là từ cái phần trước ấy, nhưng mà cái phần vốn góp của chủ sở hữu này sẽ khác với phần vốn điều lệ nhá. Vốn điều lệ là sẽ ghi vào điều lệ của công ty, nhưng mà vốn góp của chủ sở hữu này lại là vốn đầu tư của chủ sở hữu. Khi chúng ta các chủ sở hữu góp vào với nhau thì chúng ta có thể đem cái số tiền này đi để chúng ta đầu tư vào một dự án khác chẳng hạn, hoặc là chênh lệch đánh giá lại tài sản. Chênh lệch đánh giá lại tài sản ở đây có nghĩa là khi mà sau một thời gian chúng ta kê khai lại cái tài sản mà chúng ta còn tồn đọng hay là còn ở trong công ty thì nó sẽ tăng lên hay là giảm, thì những cái phần chênh lệch đấy chúng ta cũng được dồn vào cái phần vốn đầu tư. Ví dụ như trong trường hợp công ty phá sản thì những cái vật dụng đó chúng ta thanh lý đi thì cái phần đấy cũng dồn vào vốn của chúng ta, được coi là vốn của chúng ta. Thì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thì khi mà lợi nhuận chúng ta sinh ra thì trong chúng ta không thể chia luôn cho một người được, mà chúng ta sẽ dồn vào để vào vốn của công ty, cũng như là chúng ta có thể để dành để làm một dự án khác hoặc là chúng ta lại tìm một nguồn khác để chúng ta đầu tư.
Thì sau một thời gian cái phần đó sinh lãi nhiều hơn thì chúng ta sẽ chia cho các cổ đông cũng như là chia lợi nhuận cho từng thành viên. Tiếp theo là kế toán không ghi nhận vốn góp theo cái vốn điều lệ trên giấy. Tức là cái phần vốn này mình sẽ không ghi vào vốn điều lệ trên giấy nhé, không ghi vào giấy phép đăng ký kinh doanh đây này. Khoản vốn góp huy động nhận từ các chủ sở hữu luôn được ghi nhận theo số thực góp, tuyệt đối không ghi nhận theo số cam kết sẽ góp của các chủ sở hữu. Trường hợp nhận vốn góp bằng tài sản phi tiền tệ thì kế toán phải ghi nhận theo giá trị hợp lý của tài sản phi tiền tệ tại ngày góp vốn. Nghĩa là khi mà mình không có tiền mặt thì chúng ta góp vốn chẳng hạn, thì chúng ta có thể góp tài sản của chúng ta là một cái ô tô chẳng hạn, hay là 100 cái máy tính, hay là những cái tài sản ví dụ như kiểu mặt bằng cho chúng ta chúng ta có chẳng hạn. Thì đấy, khi đó thì cái phần bên kế toán sẽ ghi nhận lại cái giá trị của chúng ta để quy ra tiền tệ tại cái ngày chúng ta góp đấy. Chuyển sang phần tiếp theo đó chính là lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp ở đây là phần lợi nhuận mà công ty kiếm được sau khi trừ chi phí liên quan đến sản xuất và bán sản phẩm, hoặc chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của công ty. Nghĩa là sau khi khi mà chúng ta nhập một nguồn hàng vào, chúng ta để chúng ta sản xuất chẳng hạn, và chúng ta bán cái sản phẩm đấy ra, thì khi đó cái phần lợi nhuận gộp này, tức là tiền lãi còn lại của chúng ta ấy, là sẽ bằng cái tiền chúng ta chi phí cộng vào, và bằng bằng cái phần chi phí liên quan đến việc sản xuất thì cộng lại và phần bán ra sản phẩm, thì nó sẽ thì chúng ta sẽ được lợi nhuận gộp. Có thể chúng ta là một công ty cung cấp dịch vụ thì chúng ta cũng cái phần mà cung cấp dịch vụ của công ty cũng là một phần lợi nhuận gộp. Đây là một ví dụ, lợi nhuận gộp sẽ bằng doanh thu thuần trừ đi giá vốn hàng bán. Và doanh thu thuần ở đây là doanh thu bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu, chiết khấu giảm giá bị trả hàng. Tiếp theo là lợi nhuận thuần. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Khi mà chúng ta kinh doanh bình thường ấy thì cái phần đó thì là lợi nhuận thuần. Tiếp theo là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Công thức ở đây đó chính là lợi nhuận doanh thu thuần trừ trừ đi giá vốn hàng bán, và cộng với doanh thu hoạt động tài chính trừ đi phí tài chính đóng mở ngoặc, trừ đi chi phí bán hàng cộng chi phí quản lý doanh nghiệp, thì sẽ còn là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của chúng ta. Nguồn vốn thì nguồn vốn là chúng ta có thể hiểu là đơn giản là những cái chúng ta góp lại để chúng ta để cái dành số tiền đấy chúng ta làm vốn, để chúng ta có thể thông qua nó mà chúng ta có thể điều tiết được các khoản chi, hay là cũng như các phần chi tiêu khác của công ty. Thì khái niệm ở đây cụ thể hơn, nguồn vốn là những quan hệ tài chính mà thông qua đó đơn vị có thể khai thác hay huy động một số tiền nhất định để đầu tư tài sản cho đơn vị. Nguồn vốn cho biết tài sản của đơn vị do đâu mà có, và đơn vị phải có những trách nhiệm kinh tế pháp lý đối với tài sản đó. Phân loại thì nguồn vốn gồm có vốn chủ sở hữu và nợ phải trả. Nợ phải trả cũng được tính là nguồn vốn, bởi vì khi mà chúng ta vay 500 triệu chẳng hạn, thì khi mà cái số tiền 500 triệu đó cũng sẽ được nhập vào nguồn vốn, để rồi chúng ta mới có thể từ cái nguồn vốn đó mà chúng ta chi tiêu, đánh giá chi tiêu những khoản tiền khác. Công thức nguồn vốn bằng vốn chủ sở hữu cộng với nợ phải trả. Tiếp theo là vốn chủ sở hữu. Là nguồn vốn ban đầu quan trọng do chủ sở hữu là doanh nghiệp bỏ ra để tạo nên các loại tài sản nhằm thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, nguồn vốn chủ sở hữu còn được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Cách tính thì ở đây có công thức là nguồn vốn chủ sở hữu bằng tài sản trừ đi nợ phải trả. Đây, ví dụ đây mình sẽ không qua à, mình sẽ bỏ qua nhé. Lợi nhuận trước và sau thuế. Lưu ý đây là có lợi nhuận chưa phân phối là khoản lợi nhuận sau thuế khi chưa được sử dụng vào mục đích tái đầu tư hay các hoạt động khác, tức là số tiền lợi nhuận vẫn còn y nguyên, chưa được sử dụng vào bất cứ hoạt động nào của doanh nghiệp. Lợi nhuận khác là các khoản lợi nhuận thu được từ các hoạt